cho các bạn xem ha. Đây là cái chai rượu mà mấy anh em của nhà người bạn đó họ sưu tầm á. Chai rượu này over 100 năm. Rất là đẹp luôn. Louis Martin á, 100 năm. Họ không phải là chơi cây kiển không mà bây giờ họ chơi lên đến rượu luôn. Họ mua họ để collection thôi. Hôm nay Lan Vlog sẽ đi review cho một người bạn mời tới nhà chơi á, thì trên đường đi. Hôm nay Lan Vlog đi tới nhà của người bạn mời tới review cái nhà của người bạn. Thì bạn này đến Mỹ, gia đình đến Mỹ rất là tốt. Tới đây có chỉ có hai bàn tay trắng thôi, nhưng mà anh em làm việc rất là chăm chỉ rồi để dành dụm. Hôm nay thì họ đã thành công ở trên đất Mỹ này. Thì họ nhà rất là đẹp ở khu này, ở cái khu vực này rất là bình yên, cho nên mình tới mình review cái nhà, có những cái cây bonsai rất đẹp. Họ trồng có 19 cây bonsai mà họ tỉa rất là đẹp, cho nên mình muốn các bạn xem ha. Trời ơi, California nè, hồng quá trời hồng. Cây hồng của nhà bạn nè, cái này là mình quay ở ngoài ha. Thì hồng bây giờ đó, mùa thu đó, nó bắt đầu nó chín tới rồi. Đó, hồng nhiều trái quá đi. Có cây táo nữa nè, táo tàu đó các bạn. Hôm bữa mình có làm cái show táo tàu hấp đó, thì ở Mỹ á, táo tàu rất nhiều, nhà nào hầu như nhà nào cũng có trồng cái cây này đó. Đó là có 39 cây bonsai. Cây này tiếng Việt gọi là chắc bá diệp. Họ tự tỉa luôn, ở nhà họ tự tỉa luôn. Đẹp quá, đẹp không các bạn? Nắng ấm vào mùa thu ở California, nắng rất là ấm. Tháng 10 rồi mà nắng vẫn còn ấm nè. Đẹp quá. Đẹp không các bạn? Cái này cũng là thuộc là loại bonsai đó, chắc bá diệp mà họ tỉa rất đẹp. Cảnh trí rất là yên tĩnh, họ rất là thành công. Họ dành dụm được tiền đó nên họ tới Mỹ, họ làm rất là thành công. Các bạn thấy không, cái sân này, sân trước này, sân trước đẹp quá, quá là tuyệt vời luôn. Những cây bonsai này cũng khá lâu năm rồi đó.
ớt nè, ớt nè các bạn thấy không, trời ớt quá trời nhiều, không cần phải đi mua ớt, ớt chữa thiên nha. Chanh mê ly luôn á. Nhà có nguyên một cây cây bơ mê ly luôn, trái quá trời ở trên đó. Cho các bạn xem cái vườn sâu nè, đủ hết chặt cây ăn trái luôn, ớt quá trời là ớt, cả vườn ớt, có cả cây chanh dây nữa nè, thấy không, chanh dây có trái luôn nè các bạn. Người ta nói chanh dây rất là khó trồng, nhưng mà ở đất Mỹ này á trồng nó lên rất là tươi tốt. Đó nè, đó cây táo nè, đó thấy chưa, nó thấp mà trái, oh my god, trái quá trời rụng luôn, trái rụng đầy gốc nè, đó ăn không có hết nên nhiều trái lắm. Chín luôn nè, táo nè, đó đã chưa nè, coi nó rụng nè, nó rụng dưới đất luôn nè các bạn, thấy không, táo rụng luôn, táo rụng khô rụng đầy gốc. Còn cái hồng rất là cao to, trái sum xuê luôn đó, này là hồng giòn đó, các bạn thấy chưa, đã không, người ta nói đất lành chim đậu mà, cho nên cái đất cái vùng này rất là tốt, trồng cây tốt lắm. Thấy không, táo khô, táo sạch đó. Táo này là gọi là táo sạch, khô luôn, phơi khô nè ăn. Họ lựa những cái trái bự nhất phơi khô để dành nấu canh táo ăn ngủ rất là ngon luôn nè. Các bạn có bao giờ thấy cây bơ mà nó to cao như vậy không? Chắc Việt Nam hiếm lắm đúng không, nhưng mà đất ở Mỹ này nó trồng rất là tốt. Bơ này bơ xanh đó, trái kìa đầy luôn, trái nó nằm ở trong cái lá đó, các bạn không thấy đúng không, nhưng mà qua cái con mắt của mình nó thấy rất là nhiều trái, một cái cây nó rất là to cao. Đó, cao chưa, bơ này ăn ngon lắm. Bạn có cho ăn rồi, bạn có cho mình ăn rồi, ngon lắm. Nè, bạn cho xem nè, bên hông nhà trồng ổ hoa luôn đó. Ổ hoa bây giờ đã bắt đầu nó ra trái nè. Đó, trái ổ hoa nè. Ổ hoa ở Mỹ. Đó, trái ổ hoa.
không? Đủ loại sống đời ở đây. Ai có biết loại cây sống đời này là loại cây gì không? Nếu biết cho Lan Vlog nha, viết trên trang của Lan Vlog cho mình biết nha. Loại cây sống đời này là loại gì mình không biết tên luôn. Đẹp quá. Sống đời nó nhiều loại lắm mà loại này mình cũng không biết tên. Nói nôm na là sống đời thôi. Nếu mà các bạn nào biết á, thì nhớ viết trên kênh vlog của mình nha. Cho viết ngay comment á. Ở dưới comment á, cho mình biết nha. Wow, cây xương rồng nó có bông nè. Nhỏ xíu mà có bông luôn á các bạn. Xương rồng nó gai rất nhiều mà nó có bông đẹp ghê không. Hoa nở ở giữa những cánh gai nè. À, các bạn thấy không, cây cam nè, cây cam mà nó thấp thôi mà trái nó xum xuê luôn á. À, cam Mỹ đó, cam Mỹ. À, cam Mỹ. Ô, có con chó nó sủa lớn quá. Cam Mỹ đó, quá trời trái chưa. Bát do đó nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà trồng rất là nhiều cây đó nha. Nè, cam Mỹ nè các bạn, đẹp không, đẹp quá đi. Trái nhiều hơn lá rồi đó cái cây cam này. Có trồng cây vả nữa, này là vả, trái vả màu xanh. Loại vả này màu xanh. Cái cây nó thấp thôi mà nó nhiều trái ghê đó. Cái loại cây này khó trồng lắm mà trồng được đó, nó lên thì trái rất là nhiều. Trái rất nhiều đó các bạn ơi. Tiết kiệm điện thì mình nên bắt solar nha. Nhà bạn mình bắt solar ở trên nóc nhà đó, ở tại vùng California đó. Nó nắng rất là nhiều nên họ bắt solar ở trên nóc nhà nè. Có những cái solar panel á, nó tiết kiệm điện rất nhiều luôn á các bạn. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, có một nửa cái mái nhà thôi mà họ xếp được rất là nhiều tiền điện. Có một cái cây này á, nó giống lá thì giống lá ớt mà nó có trái. Các bạn biết cái trái này trái gì không, cái cây gì không? Nếu biết cho mình cái comment nha, nói cho mình biết nha. Thấy không, cái lá nó giống lá ớt lắm nhưng mà không biết cái cây gì. Cái trái thì giống trái dưa hấu, dưa gang. Cái thân thì thân cây ớt nha. Cái lá thì lá không biết cái lá gì nhưng mà nó có trái hay quá. Các bạn cho mình biết nha, cảm ơn nhiều. Cho các bạn xem ha, đây là cái chai rượu mà mấy anh em của nhà người bạn đó họ sưu tầm á. Chai rượu này over 100 năm, rất là đẹp luôn. Louis Martin á, 100 năm.
họ không phải là chơi cây kiểng không mà bây giờ họ chơi lên đến rượu luôn. Họ mua họ để collection thôi. Đây là chai rượu đó, cái người bạn đó rất là thành công đó. Thành công trên đất nước Mỹ này. Bây giờ họ đến phiên họ đến sưu tầm luôn rượu. Đó, rượu này rất là mắc tiền, Louis Martin. Thì họ mua cái này á có trên 100 năm tuổi rồi. Thì cái này giống như là mình mua hột xoàn vậy thôi. Mình mua hột xoàn đó thì nó có cái birth certificate. Thì cái chai rượu này nó cũng vậy. Thì mấy nhà người bạn á, họ mua cái loại rượu này để mà collection. Nếu mà các bạn thích thì video này cho mình xin một like, chia sẻ cho mình ha. Nhớ subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Cảm ơn. Bye bye.